Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay mình lại quay về cái vườn sứ của mình cho các bạn xem đây. Thì vừa rồi có một số cây nó bị thối đọt các bạn ạ. Mưa xuống cái là mình mà không quan tâm nó, mình không để ý là nó thối lè lắm. Vừa rồi có một số cây nó bị thối, xong rồi mình cũng xả luôn các bạn ạ. Đây là hôm qua nó thối cái này, rồi mình cũng lôi ra mình xả hết luôn. Đó, cái này cũng bị thối đọt rồi các bạn. Nhiều lắm các bạn ơi. Đó, mình thử ra các bạn nhớ dáng quan tâm đến cái những cây sứ vào lúc mùa mưa nhé. Tại vì mình để ngoài trời mưa á, rồi mưa xuống cái nó vào bông hoa cái này, nó thúi rồi các bạn. Thì đây vừa rồi mình thấy mình có mấy cái đọt kia nó văng thúi rồi. Đó, nó cứ lai dài nó thúi hoài rồi các bạn. Cho nên là vừa rồi mình vội vàng á, lúc mà nắng gắt mấy bữa, hai hôm á, nó khô xong thế là mình vội vàng mình xả tàn rồi. Đó, mình xả xong rồi vài ngày sau nó khô cái tược rồi, tược xả rồi, thế là mình để đây luôn các bạn. Rồi mưa xuống giờ cũng không sao. Rồi đây đó, các bạn thấy là cái hoa này nhá. Đó, từ cái nụ hoa nè, nó thúi rồi, cái này là thúi ngọn rồi các bạn. Cái này là bắt buộc phải xả ngọn rồi. Nè, các bạn thấy là mình ngắt tới đâu là nó ăn vô tới đó nha. Cái này mà mình cố lì mà mình để các bạn là không được đâu. Là qua ngày bây giờ mình để vậy nha, mình thấy nó có khô chỗ này nè, nhưng mà qua ngày hôm sau là nó ăn vô lè lắm các bạn ạ. Tại vì đây đen đen của nó vẫn còn đó, đây nè các bạn. Đó, cái này là nó không phải là thúi ngọn nhưng mà nó thúi từ bên hông đấy. Này, để tí mình bóp về đi, để tí mình xả nha các bạn nhé. Đó, đây nữa nè các bạn. Đó, thúi đọt nè. Rồi mấy cái này để tí mình xả xong thì tiện đây mình cũng có mấy cái nhánh thúi như vậy mình cũng chia sẻ cho các bạn xem. Đó, là các bạn ngừa nó nha các bạn. Đó, bây giờ thì nếu mà bông hoa của nó vậy nè, có thể là mình thấy trời mưa mình sợ quá thôi, ngắt bỏ bông nó đi. Đó, mưa thường thường nó vô cái ống hoa nè các bạn, thì nó thúi xuống cuốn rồi nó thúi ngọn. Rồi có những cái cây mà nó bị thúi ngang hông các bạn. Nó tại vì đâu mình coi coi. Cái lá nó như vậy nè, đây nè. Đó, các bạn thấy cái lá nó không? Đó, nó bị như vậy xong cái nó mưa xuống cái nó ướt. Nó ướt xong cái nó nhún cái lá ra, xong rồi từ từ nó ăn vô trong các bạn ạ. Nó sẽ ăn vô thân. Nó ăn vô thân rồi nó làm cho, nếu mà nắng thì không sao, thì cái lá nó sẽ khô, nó giòn đi. Còn cái lá mà nó bị héo như vậy mà nó mà mưa xuống ấy, nó làm nhún cái lá xong từ từ nó ăn vô cái thân là nó thúi ngang hông là như vậy đó các bạn. Đó. Cái này là chắc bắt buộc là mình phải xả ngọn rồi. Mình không xả ngọn là qua ngày hôm sau là nó thúi xuống lè lắm các bạn ạ. Nó bị như vậy thì các bạn đừng tiếc cái ngọn nha. Giờ các bạn xả liền đi, nếu mà các bạn không xả để qua ngày hôm sau nó chạy chỉ xuống dưới là mình sẽ phải cắt xuống tới dưới luôn đó các bạn. Đó, cũng chẳng hạn như cái cây này cũng vậy nè. Đó, phải cắt xuống sát dưới cái đây luôn nó mới hết cái chỉ nó thì nó mới không sao. Còn nếu mà không cắt xuống tới đây á, là cái chỉ của nó chạy hoài rồi nó chạy vô thân rồi nó chạy tới đâu là hư tới đó nha các bạn nhé. Đây, cái này mình cũng vừa xả xong, đang đâm chồi đâm tược. Đó, vào cái mùa mưa thì các bạn lưu ý, các bạn cứ rảnh rỗi thì để bông chơi, nhưng mà mưa xong rồi thăm chừng nó nha các bạn. Đó, thấy nó bị thúi hoa, nó thúi vô ngọn là phải điều trị cho nó liền, ngắt đi bỏ đi rồi mình coi nó có bị thúi không thì xả ngọn liền nha các bạn nhé. Còn nếu không thì nó sẽ thúi lẹ lắm. Ở lắm các bạn à, mỗi lần nó thúi cái là xả điên luôn á, xả cho nó trắng luôn thì nó mới hết. Đó, mấy cái bông mà nó thúi như vậy nó bị nước cái là nguy hiểm lắm các bạn ơi. Mình phải cứ nhắn chừng nó nha các bạn, chứ không có là nó thúi là
nó ăn vô cây luôn là hư cây uổng lắm. Rồi còn nếu mà các bạn mà không mắc công chuyện mà không thể nào mà theo dõi được nó thường xuyên đó, thì cây nào mà các bạn trưng thì đem ra trưng cho nó đẹp, còn cây nào như ở trên vườn này thì thôi cắt ngắt bỏ bông nó đi đi các bạn. Đó, ngắt bỏ bông nó đi nó không sao. Đó, bông nó ngắt hết đi thì nó không bị hứng nước mưa thì nó cũng không sao nha. Và cái mùa mưa này thì các bạn để ý nha, cái chậu các bạn nếu mà cây nào mà nó cái chất trồng của nó trồng lâu ngày nó bị lèn rồi các bạn, thì tốt hơn hết là các bạn thay chất trồng khác, trộn cháo sống vô cho nó nhiều vô để nó tơi xốp á, rồi khi mưa xuống hoặc mình tưới thì nó sẽ thoát nước, nó chỉ còn cái độ ẩm không thì nó không bị thối rễ. Đó, mùa mưa nào lớp là thối ngọn nè, lớp là thối bên hông nè, lớp thì thối rễ. Đó, nhiều vấn đề thối lắm các bạn ơi, thì mình phải dán chừng nó nha các bạn. Đó, cây nào mà không ấy thì mình sẽ bỏ chất trồng đi, thay chất trồng mới cho nó. Còn không thì mình làm rễ cho nó, bung hết chất trồng ra, cây nào chưa làm rễ thì bung hết chất trồng ra làm rễ. Còn mấy cây này là, đó các bạn thấy là chết mỏ vịt nè. Hôm nay cái gốc của nó như vậy là có rễ rồi, phát triển khỏe ghê. Cây này là mấy cái nhánh này là chết, hồi đó mình có đợt hai mình hạ đâu 7-8 nhánh chết gì á, mình giao lưu mất mấy nhánh rồi với lại hư hết nhánh. Ở đây nó còn có 4 nhánh nè. Đó, nó là em của ba cái cây này nè các bạn. Ba cây này chết đợt 1. Cây mẹ nó mình giao lưu mất rồi các bạn. Cây mẹ nó củ quái cũng đẹp lắm. Đó, nhân giống được một số. Rồi cây mẹ nó giờ nó cũng lớn rồi, mình để ở dưới á, mình cũng làm clip cho các bạn xem á, củ hình củ quái của nó. Thì hồi đó mình có làm clip chiết cây mè nó, chắc các bạn xem nên các bạn có thể biết mà. Đó, bây giờ đằng trước giờ mấy em cũng lần lượt mà chia tay mình ra đi rồi. Tại vì có những cây lớn quá mình không thể nào chăm nổi nữa. Mình đưa xuống dưới thì nó lại thiếu nắng. Sáng cứ bê ra ngoài sân rồi tối nó bê vô, để ngoài thì mất. Mệt quá, nhiều lúc mình cũng muốn để một cây lớn mình chơi. Nhưng mà cuối cùng chăm không nổi. Nó mà thiếu nắng thì cũng mệt, mà mình bê ra bê vô riết thì cũng mệt. Đó thôi, vừa rồi có cái cây mà đây, cây xuân kỳ á các bạn, đế nôm á của mình hồi đó mình để ở đây nè. Mình đó mình có làm clip cho các bạn xem, mình sang chậu nó ở đây nè. Rồi vừa rồi mình đem nó xuống dưới, không đem lên đây được nữa, rồi nó thiếu nắng. Rồi có người lại thì cây đó thì cũng có người hỏi mình á, nhưng mà mình nói mình không bán, mình để chơi các bạn. Nhưng mà cuối cùng ấy, có cái anh đó anh lại thấy cái cây đẹp quá rồi anh cứ, nói chung ra mình cũng không muốn bán nữa. Thật sự bây giờ anh có nghe thì mình cũng nói thẳng luôn là anh năn nỉ mình quá thì mình mới bán, chứ còn mình cũng không muốn bán. Và mình cũng xin lỗi cái người mà lúc trước có hỏi mình nói không bán á. Thì mình không giao lưu cây đó, mình để mình chơi. Nhưng mà giờ mình lỡ mình bán mất rồi thôi, mình cũng thông cảm cho mình nhé. Tại vì cái anh đó, anh lại rồi anh hỏi quá, anh thử ra mình nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng mệt cho thôi, mình cũng giao lưu mất rồi. Nè, mấy cái anh tược này là hôm kỳ hồi đó mình có làm clip mình xả mấy cái tược sinh xuân kỳ xuống nè các bạn. Đó, còn được mấy hồi đó mình cắm nó xuống đây nè. Mình xả xong khoảng 10 ngày sau rồi mình cắm nó mấy cái nhánh xuân kỳ mà mình xả chơi Tết á. Đó, cây mè nó thì vừa rồi mình đang nói về cái cây mè đế nôm của nó, mình giao lưu rồi đó. Còn mấy cái tược của nó mình cắm xuống là hôm nay nó lên về nè các bạn. Thì cái này hồi đó mình có làm clip cho các bạn xem mà. Hôm mà gần Tết á, mình có làm clip cho các bạn xem, mình xả xong rồi mình trùm bọc nó lại để 10 ngày sau hay nửa tháng sau gì á, mình cắm nó xuống đây 18 nhánh nè. Mà vừa rồi mình thấy nó hư nhánh. Có nhánh lớn, nhánh nhỏ. Hiện giờ hình như nó còn 17 nhánh đó các bạn. Mình dâm 18 nhánh mà giờ nó bị thúi. Mình thấy có thúi một nhánh thôi, còn 17 nhánh. Nhưng mà có mấy nhánh thì nó không chết, nhưng mà nó không lên nổi các bạn. Có 2-3 nhánh trong này, nhỏ xíu à. Còn nhánh nào mà nó khỏe thì nó lên. Đó, mấy cái tược này tược sinh kỳ hồi đó 18 nhánh nè. Rồi còn đây là cái cây đó này, cây này cũng chiết cung nè các bạn. Này cũng thuần chậu luôn rồi.
Cái này đó, nó lớn lớn cái này là chuẩn bị là đưa em nó ra mà để làm rễ, sửa rễ đó các bạn. Thì sau này nó mới ra được cái bộ đế nôm như cái cây kia. Đó. Còn em này là nó cũng đang ra hoa, thì cái này vừa rồi mình cũng cho nó đạm nhiều. Cũng giống mới luôn, thường thường á, bây giờ mấy cái cây sứ sau này là giống mới không có tên các bạn ạ. Thường thường nhà vườn nó nhân giống nhiều á thì người ta mới đặt tên thôi. Còn mình có cây là thỉnh thoảng mình nhân 1, 2, 3 nhánh mình chơi thôi, thử ra nó không có rộng rãi cho nên không có đặt tên được. Đây, cây này là đế nôm này, làm rễ này các bạn. Đó, một cốt cắt làm rễ xong nó lên, xả tàn mấy lần. Bây giờ bộ tán nó các bạn thấy không? Xanh bóng luôn, đang chuẩn bị ra hoa nữa. Rễ cũng làm rễ nôm đó, làm rễ nôm cho nó. Rồi đây nữa là cả nhà ơi. Đó các bạn thấy cái này nó thúi từ đọt xuống nè. Đó nó xuống tới đây rồi. Mình không phát hiện kịp là nó xuống rồi, mai nữa là nó xuống tới dưới luôn đó các bạn. Đây nữa nè các bạn. Cái này thì thúi ngang hông. Đó thúi ngay đây nè. Trên ngọn thì vẫn không sao nè. Đó bên dưới này thì vẫn xanh nè. Còn nó thúi ngay đây nè. Đó các bạn thấy nó nguy hiểm chưa? Thì phải cắt liền nha các bạn nhé. Mình để máy để mình cắt. Cắt nó đi chứ không có để nó nguy hiểm quá. Này mới cắt tới đâu đây? Cắt tới dưới luôn nè các bạn. Vẫn còn chảy chỉ nè các bạn thấy chưa? Đó, cắt xuống tới nữa. Mình mà cắt hạt tiện nó không có được đâu các bạn ơi. Xuống tới đây vẫn còn chút nè. Đó, bây giờ mình để phơi nắng nè các bạn. Đây, cái này nữa rồi. Này cũng cây sứ hạt lai nè các bạn. Mấy cái nó thúi vậy là các bạn thấy cắt nó ra là thấy nó đen đen nè. Đó. Này chắc cắt xuống tới dưới luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ là thấy nó cũng đỡ nè. Đó, mưa xuống cái là mùa mưa là nó cứ bị thúi ngang hông. Rồi thúi trên ngọn xuống. Chưa kể là thúi rễ rồi nha các bạn nhé. Có những cây nó thúi rễ nữa. Đó, bởi vậy vào cái mùa mưa này không thể nào mà tránh khỏi những cái mà thúi ngọn, thúi thân rồi thúi rễ nha các bạn nhé. Bởi vậy các bạn thường xuyên kiểm tra nó. Đó, ngó mà thấy cái nào mà nó nguy hiểm cái là phải xử lý nó liền. Đó, những cái này là rất là nguy hiểm các bạn ạ. Nó thúi xuống cuốn cái là nó thúi vô thân rất là lẹ luôn. Cái này nắng thì không sao chứ mưa xuống nó nhún ra là nó thúi vô thân, thúi vô ngọn nữa các bạn. Tốt là hết mùa mưa ngắt hết bông đi, bỏ đi đó, để cho nó đừng có thúi ngọn. Nhưng mà nó vẫn còn cái vấn đề mà nó thúi ngang hông các bạn, là hình như là vô đạm cho nó nhiều quá, xong rồi nó dễ bị nhún lá, xong rồi nó thúi vô cái cuốn lá rồi nó thúi vô thân các bạn. Đó, đây là cái nó thúi ngang thân rồi các bạn. Rồi không biết mình cắt như vậy rồi không biết là nó hết không, chắc phải cắt thêm các bạn ơi, thấy nó lại vẫn còn thâm thâm này. Đó, đây cũng có một cái ngọn nữa nè các bạn. Đó, thế mà cái này là nó thúi, cái này không phải có hoa đâu, cái này là thúi thân nữa các bạn. Thì giờ mình vặn nó đi rồi để tí nữa mình xả. Rồi đây nữa nè các bạn, đây thì cái cây này là nó bị thúi ngọn, nó có bông xong cái nó bị thúi từ bông xuống mà mình xả hạt tiện nè các bạn. Đó, mình xả có tí à. Thì mình thấy nó cũng trắng trắng rồi nhưng mà nó chưa hết. Mình tiếc mình để nè. Còn 2 ngày hôm sau mình coi lại thì nó thúi xuống dưới tiếp nữa các bạn. Còn cái đây là cái cây mà thúi ngang hông. Thì những cái cây mà các bạn nhìn á, nếu mà để mà khuất có không thấy mà các bạn nhìn thấy cái lá của nó vậy nè. Đó, lá nó vàng vàng mà nhìn kỹ lại cái chỗ đó lá nó cứ rụng rụng vậy là nó đó nha các bạn nhé. Đó là nó thúi từ bên hông nè các bạn, nó thúi từ cuốn lá thúi vô nè. Thì khúc dưới này chưa nè, khúc trên này chưa, rồi cái này để mình sẽ xả cho các bạn xem. À, coi khi nào mà nó xả mà nó phải hết chảy chỉ thì nó mới êm nha các bạn nhé. Còn nếu mà cái nó vẫn còn chấm chấm đen đen chỉ là
là để thì nó lại như cái này nè các bạn. Đây là mình xả cái này cho các bạn xem ha. Đó, này xả hạt tiện nè. Đó các bạn thấy không? Nó vẫn còn đen đen nè. Thì mình phải xả tiếp nha các bạn nhé. Vẫn còn đen nữa nè. Cái này chắc phải đi đứt một cái nhánh này luôn rồi. Đó, nếu mà mình mà chế, mình mà không xử lý nó ngay các bạn thì nó sẽ chạy vô cái củ. Đó, nó chạy vô củ là sẽ hư nha các bạn nhé. Vẫn còn thâm thâm đen đen nè các bạn. Đấy, nó rất nguy hiểm nha. Vấn đề nó thúi ngọn thúi thân là rất là nguy hiểm luôn. Cái này chắc phải đi đứt luôn rồi, để coi nếu mà nó vô tới thân là nó mà không ngừng lại là nó thua, nó sẽ bị ăn vô cái cọc củ, là coi như là cái cây sứ hạt lai này nó bỏ luôn đó các bạn. Đó các bạn thấy nó thúi có khúc thôi mà mình cắt xuống tới đây nó vẫn còn chảy chỉ nè. Rồi vô tới thân nó, mình thấy nó vẫn còn thâm đen đen nè các bạn. Thì bây giờ cái này mình để, chỉ nước mình để ngoài nắng cho nó thật là khô đi, không được nước nó vào, không được tưới nước vào đây các bạn, không được để trời mưa luôn. Mình để coi như nắng cho nó khô khô, mình coi coi nó êm không. Nếu mà nó không êm là cái cây này là bỏ đi nè các bạn, hoặc là cắt ngang đi rồi ghép cái khác, cái khác vô, còn không có thì nó chạy xuống là nó bị nhiễm bệnh là thua luôn đó các bạn ơi. Đó các bạn thấy nó vẫn còn thâm thâm đen đen chảy chỉ nè. Cái này giờ mình chưa dám bôi keo mỹ tiến vô đâu, giờ mình phải để trong ngoài nắng nha các bạn nhé. Hạt tiện một chút mà nó bị thấy quá nguy hiểm luôn. Rồi còn cái nhánh này, đó các bạn thấy nó thúi không? Thì bây giờ mình sẽ xả cái này, không biết xả tới đâu đây. Cái này thì nó chạy chỉ lên tới trên luôn rồi các bạn. Cái lá nó vàng tới đâu là nó chạy chỉ tới đó rồi đó. Đây các bạn thấy chưa? Đó, nó ăn từ bên hông nè. Nó ăn vô thân rồi, nó ăn vô giữa luôn nè. Rồi. Cái này là cái cây mà mình ghép nè các bạn. Ghép cây hạt lai vô nè. Mà nó đang lên non lành như vậy mà nó bị như vậy đó các bạn. Rồi. Bây giờ mình xả xuống tới dưới này coi nó làm sao nha các bạn nhé. Vẫn còn hơi đen đen nè các bạn thấy chưa? Vẫn còn bị chảy một tí đây nè. Bây giờ mình cho sát xuống đây luôn. Mình thấy vẫn còn hơi hơi các bạn ơi. Nhiều lúc mình tiếc quá mà mình không xả nữa thì sợ nó thúi giống như cái nhánh này nè các bạn. Rồi chắc mình xả tới đây thôi. Nếu mà nó êm được thì êm, còn nếu không êm được nó chạy vô thì chắc là cắt bỏ cái cây hạt lai này bỏ đi các bạn. Mà cái bông hạt lai này coi coi nó ra làm sao đây. Ôi nó bị tét các bạn ơi, chắc là đạm nhiều quá hay sao gì không biết. Mình ghép chờ sổ số mà giờ nó bị bông nó vậy nè. Rồi tét rồi, thôi cái này nó mình ghép 5 cái cây sứ hạt lai vô đây mà giờ nó mới sổ số ra bông như vậy. Cái này chắc bỏ quá. Thì giờ mình phải chọn lọc các bạn ạ. Cây nào mà nó sổ số ra hoa đẹp thì để, còn không có thì chắc lại phải bỏ đi ghép cái khác luôn. Mình ghép, các bạn thấy mình ghép 5 tược, 5 cái cây sứ hạt lai mà nó lên khỏe không? Và cuối cùng cái xui thì nó bị hoa tét, bông tét. Đó, các bạn thấy hả? Là mùa mưa này nó cứ bị thúi vậy, xử lý nó mà không hết được là coi như là cái cây bỏ đi nha các bạn nhé. Rồi, có đôi lời tâm sự với các bạn và những kỹ sứ và chăm sóc nó vào mùa mưa nha các bạn nhé. Rồi để ý chứ không có là để nó thúi. Đó, để bây giờ mình làm clip xong rồi mình ra mình cắt mấy cái giọt thúi nó đi các bạn. Đó, chứ không có là mình mà không để ý nó là nó thúi xuống. Nó ăn lè lắm, nó ăn có thể là xuống tới gốc là hư cây luôn á. Đó, vừa rồi mình có bị thúi một cái cây sứ hạt rễ cũng lớn rồi. Nó ăn không để ý, nó ăn xuống tới cổ, tới cái cổ nó đây, ngay đây luôn rồi các bạn. Thế là cuối cùng phải bỏ nguyên cái củ đi rồi tìm được hai cái rễ rồi mình
lại ghép ngọn cho nó, lấy lại được có mỗi hai cái rễ, nó thúi vô thân xong nó thúi xuống rễ luôn. Rồi thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây nhé. Mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi hết video của mình. Rồi mình hẹn các bạn trong video tiếp theo nha các bạn nhé. Rồi mình xin chào.